300 xe máy và nhiều ô tô bị cháy trơ khung ở bãi giữ xe vi phạm của Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận tại hiện trường sau vụ cháy, hàng trăm xe gắn máy, ô tô bị thiêu rụi. Đây là bãi giữ xe vi phạm tang vật của Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh ở Thủ Đức. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 6 tháng 6, lửa phát ra từ bãi xe rộng hơn 1.000 m2 chứa hàng trăm ô tô xe máy nằm trên đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, người trong bãi xe chạy ra ngoài hô hoán, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành. Lửa bén vào nhiều xe, tạo thành cột khói cao hàng chục mét, hơn 20 xe chữa cháy cùng khoảng 130 chiến sĩ đến ứng cứu. Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng thiêu rụi hàng trăm xe máy, trong đó có một số ô tô. Ở một góc kho, hàng chục xe máy xếp 3-4 dãy bị cháy trơ khung. Sức nóng khiến cột thép, mái tôn nhà kho biến dạng, võng xuống. Đường Hiệp Bình bị phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy. Ngọn lửa lan sang 3 xưởng gỗ, một dãy nhà trọ và các nhà dân xung quanh. Đến khoảng 15 giờ, hỏa hoạn cơ bản được khống chế. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy, thống kê thiệt hại. Cuối tháng 3 năm 2021, bãi giữ xe tang vật vi phạm của Cảnh sát Giao thông thành phố Thủ Đức cũng bị cháy, thiêu rụi hơn 70 xe máy.